Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do bản biên tập Tuổi trẻ Hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, những chỉ trích đối với lập trường của Thủ tướng Anh về Liên minh châu Âu ngày càng gia tăng. Qua việc không đồng ý với một kế hoạch thay đổi khẩn cấp Hiệp ước Liên minh châu Âu, Thủ tướng Anh Quốc đã công khai tách rời Vương quốc Anh ra khỏi các nước láng giềng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông José Manuel Barroso đã nói thêm vào các chỉ trích rằng Anh Quốc đã có những yêu cầu không thể chấp nhận được. Ông Barroso cho biết, để trao đổi sự đồng ý của mình, Vương quốc Anh yêu cầu một quy định cụ thể về dịch vụ tài chính và quy định này là một nguy cơ cho sự toàn vẹn của thị trường bên trong liên minh, do đó không thể đi đến một thỏa hiệp. Vào ngày thứ Sáu, Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron đã cô lập quốc gia này với các nước khác trong liên minh châu Âu. Tại một hội nghị thượng đỉnh tại Brussels nhằm để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro, và ông Cameron đã phủ quyết kế hoạch đưa ra một hiệp ước tài chính mới sẽ áp đặt kiểm soát chặt chẽ hơn đối với ngân sách chính phủ của các quốc gia. Kế hoạch sẽ được tiến hành với sự đồng ý của tất cả các nước trong Liên minh châu Âu, ngoại trừ Anh Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Herman Van Rompuy cho biết hiệp ước để thực thi kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt hơn sẽ được hoàn tất vào tháng 3. Ông Van Rompuy nói sau khi tham vấn với quốc hội các nước thì sẽ biết được số lượng của các quốc gia tham gia, và ông rất lạc quan bởi vì ông biết rằng con số này sẽ rất gần với con số 27. Ông nói thêm, trong thực tế, 26 nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong nỗ lực này. Họ đều công nhận rằng đồng euro là một lợi ích chung. Và hôm thứ Hai, ông David Cameron đã bảo vệ quyết định của mình. Hiệp định tài chính mới này sẽ rất là khó khăn đối với một số quốc gia. Nó sẽ đòi hỏi ngân sách quốc gia phải được cân bằng với thâm hụt ngân sách hàng năm được giới hạn ở mức 0.5% tổng sản phẩm quốc nội. Theo ước tính, bản dự thảo đầu tiên của Hiệp ước Tài chính mới sẽ được sẵn sàng vào tuần tới. Liên minh châu Âu có kế hoạch đưa vào thực thi vào tháng 6 năm 2012. Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ gia tăng chậm. Đối với các nhà bán lẻ, đây là mùa lo lắng. Tổng doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã chỉ tăng 0.2% trong tháng 11, một mức thấp hơn nhiều so với dự kiến. Và theo số liệu của Bộ Thương mại, thì mức độ tăng trưởng này cũng thấp hơn nhiều so với mức 0.6% của tháng 10. Các số liệu của tháng 11 là yếu nhất trong 5 tháng qua, tuy nhiên vẫn còn quá sớm trong mùa mua sắm cuối năm quan trọng này để có thể ước đoán tình hình chi tiêu tại Hoa Kỳ trong quý thứ tư. Theo ông Jones, một kinh tế gia thuộc ngân hàng Société Générale, thì với những con số sơ khởi vào cuối tháng 11 và dịp mua sắm trong lễ tạ ơn, thì tốc độ chi tiêu trong quý thứ tư cũng trong cùng một nhịp độ với quý thứ ba, có nghĩa là ở vào khoảng 2.5%. Và với chi tiêu của người tiêu dùng chiếm 70% của nền kinh tế Hoa Kỳ, điều này cũng đủ để hỗ trợ cho dự báo cho rằng nền kinh tế đang phát triển tốt hơn so với hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn có những mối quan tâm nghiêm trọng. Best Buy vừa công bố kết quả hàng quý, cho thấy cửa tiệm hàng điện tử đã không đạt được mục tiêu. Những đợt đại hạ giá đã có thể thu hút người mua sắm vào cửa hàng, nhưng nhà bán lẻ có được lợi nhuận ít hơn mỗi lần bán. Ông Jones nghĩ rằng đây là vấn đề của toàn ngành bán lẻ từ lâu nay. Người tiêu dùng sẵn sàng chờ đợi, đặc biệt là khi nói đến mùa mua sắm, bởi vì họ biết rằng nếu họ có đủ kiên nhẫn thì sẽ có thêm nhiều các cắt giảm khác khi càng gần đến mùa lễ cuối năm. Các cắt giảm giá có thể đem đến một mùa lễ vui vẻ cho người tiêu dùng và cho nền kinh tế nói chung, nhưng sẽ không là một thời gian hoàn toàn vui đối với một số nhà bán lẻ. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã lặp lại cam kết một lần nữa là sẽ giữ mức lãi suất thấp từ nay cho đến ít nhất là giữa năm 2013, nhưng cho biết có những bất ổn trên thị trường tài chính tạo ra mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế, mở cửa cho những nới lỏng tiền tệ thêm nữa vào năm tới. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp một ngày, lần cuối cùng trong năm, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đã có một mức độ tăng trưởng tương đối, mặc dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại rõ ràng. Bản tuyên bố cũng nói, tuy đã có một số cải thiện trong tình hình chung của thị trường lao động, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao. Bản tuyên bố nói thêm rằng chi tiêu của các hộ gia đình đã được cải thiện, nhưng đầu tư kinh doanh ngày càng gia tăng chậm lại và lĩnh vực nhà ở vẫn còn ảm đạm. Trước những nhận định này, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã lặp lại rằng cơ quan này sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng kinh tế và chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng các công cụ để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn.
Nền kinh tế Ấn Độ đang đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, những người dân mua sắm ở các ngôi chợ tại Ấn Độ đã có thể cảm thấy được một chút nhẹ nhàng. Sự gia tăng nhanh của lạm phát đã bắt đầu giảm tốc độ. Chỉ số giá bán sỉ đã tăng 9.1% trong tháng 11, cao hơn so với dự báo, nhưng đã xuống thấp hơn mức gần 10% trong tháng 10. Giá lương thực đã giảm xuống đến mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi. Đây là một sự thành công của Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ. Cơ quan tài chính quốc gia này đã ra sức giải quyết lạm phát một cách rất tích cực, gia tăng lãi suất 10 lần kể từ đầu năm 2010. Ngược lại, các giới chức của Trung Cộng, Nam Dương và Úc đã nới lỏng chính sách trước tình hình cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu đang ngày càng xấu đi. Nhưng Ấn Độ không phải là không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ở phương Tây. Sản lượng công nghiệp đã giảm xuống đến mức thấp nhất trong hơn 2 năm, làm cho đồng rupee bị xuống đến mức thấp kỷ lục so với đồng Mỹ Kim. Chính phủ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng và nhu cầu vay vốn ngân hàng đã bị đình trệ. Theo nhà chiến lược tiền tệ của ngân hàng Barclays, ông Nick Verdi, thì Ấn Độ đang có những dấu hiệu yếu kém. Ông giải thích rất là tốn kém cho các công ty của Ấn Độ đầu tư với lãi suất ở mức cao hiện nay, và ngân hàng trung ương có lẽ sẽ không có thể cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ. Vì vậy, chính sách tiền tệ của Ấn Độ hiện nay là yếu tố chính cản trở phát triển trong tương lai. Mối quan tâm về tăng trưởng kinh tế đang tạo áp lực cho Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ phải đưa ra một chiến lược phù hợp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng các giới chức Ấn Độ sẽ không chuyển đổi chiến thuật trong thời hạn ngắn và sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất ổn định cho đến quý 2 năm 2012. Tất cả những điều này là một an ủi nhỏ cho 1.2 tỷ người dân của Ấn Độ. Cũng giống như hầu hết những người tiêu dùng tại châu Á, người dân của Ấn Độ đang bị kẹt giữa cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước ngoài và tình trạng vật giá leo thang ở trong nước. Cựu giám đốc điều hành công ty Olympus, ông Michael Woodford, đang vận động để lấy lại chức vụ cũ của mình. Ông Woodford đã đáp xuống Tokyo vào tối hôm thứ Ba, một ngày trước thời hạn rất quan trọng, đó là công ty sản xuất máy ảnh và thiết bị y tế có thể bị loại ra khỏi danh sách niêm yết của sàn chứng khoán Tokyo. Công ty Nhật Bản 92 năm tuổi đã bị nhận chìm trong một vụ tai tiếng gian lận kế toán trị giá 1.7 tỷ Mỹ Kim và đã tuyên bố sẽ làm rõ tình hình tài chính của công ty vào đúng thời hạn báo cáo vào ngày thứ Tư. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Woodford đến Nhật Bản kể từ khi ông chạy trốn sang Anh sau khi bị sa thải. Ông đang vận động để lấy lại quyền lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với những khó khăn trước Hội đồng Quản trị Olympus. Hội đồng Quản trị Olympus đã có dự định từ chức vào tháng 2, nhưng chỉ sau khi họ chọn ra người kế nhiệm. Ông Woodford thì cho rằng các giám đốc trong Hội đồng Quản trị Olympus hiện tại đã quá mất uy tín để có thể đưa ra quyết định chọn người kế nhiệm hoặc có bất kỳ ảnh hưởng gì về tương lai của công ty hoặc bất kỳ quyết định gì về chiến lược. Ông đã thành lập một nhóm các ứng cử viên của riêng mình để đưa ra trước các cổ đông với bản thân của ông trong chức vụ giám đốc điều hành. Ông Woodford nói thêm rằng công ty đang ở trong một vị trí dễ bị thiệt hại, đặc biệt nếu có người khởi kiện vì những gì đã xảy ra. Nếu có một quá trình chuyển đổi nhẹ nhàng sang một hội đồng quản trị mới, thì ông sẵn sàng đứng đầu hội đồng này. Như vậy thì những rủi ro kiện tụng của các cổ đông sẽ được giảm. Một số các cổ đông nước ngoài lớn đã công khai ủng hộ việc ông Woodford trở lại, nhưng ông này cũng sẽ phải giành được sự ủng hộ của các nhân viên cũng như các cổ đông của Nhật Bản, là những người lo lắng, nghĩ rằng ông Woodford không phải là người đàn ông có thể đưa công ty hồi phục trở lại. Trong chiều ngày thứ Tư, ông Woodford cho biết ông đã được khích lệ bởi các cuộc họp mà ông đã có với các chính trị gia Nhật Bản và hy vọng vụ bê bối Olympus sẽ giúp thay đổi cách quản lý công ty tại Nhật Bản. Cũng trong ngày thứ Tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo cho biết, trong khi các giới chức của cơ quan này vẫn tiếp tục thảo luận, cơ quan sẽ giữ công ty Olympus trong danh sách theo dõi và có thể sẽ loại bỏ công ty này khỏi danh sách niêm yết. Công ty Olympus đã nộp kết quả thu nhập của mình trong 6 tháng, kết thúc vào tháng 9 vừa qua, đúng thời hạn vào ngày thứ Tư, một điều kiện tiên quyết để tiếp tục được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo sau khi thừa nhận đã che giấu tổng thất đầu tư lên đến 1.7 tỷ Mỹ Kim trong hai thập niên qua. Cổ phiếu của Olympus đã giảm 4.1% trong ngày thứ Tư sau khi công ty sửa chữa lại một số tài khoản trong sổ sách kế toán. Các tài khoản được điều chỉnh lại cho 5 năm cuối, cho thấy rằng không có giai đoạn nào trong khoảng thời gian này
tình hình tài chính của công ty bị mất khả năng thanh toán, có nghĩa là khoản nợ vượt quá mức tài sản, tránh được những lo ngại tồi tệ nhất của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn rất lo lắng về sự không chắc chắn đối với tương lai của công ty. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.